Các bạn đang xem kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thể công Việt theo đang gây thất vọng ở V-League mùa này. Khi đứng thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng với 9 điểm, nhà vô địch V-League mùa 2020 chỉ hơn vị trí cuối bảng của Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm. Dự kiến, thể công Việt theo sẽ thay toàn bộ 3 ngoại binh để tạo sức bật trong giai đoạn 2 của V-League tân binh đầu tiên của thể công việt theo đã lộ diện khi được điền tên vào danh sách đăng ký trên trang chủ của VPF. Đó là tiền vệ Andriano, cầu thủ người Brazil, có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Trước khi sang Việt Nam, Andriano đã khoác áo nhiều đội bóng Brazil và có 3 năm chinh chiến tại giải Malaysia. Nhiều khả năng, Andriano sẽ là đối tác chia lửa với Hoàng Đức trên hàng tiền vệ thể công Việt theo. Ở mùa giải này, Hoàng Đức đang thiếu người phối hợp ăn ý tại thể công Việt theo chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2023 không thể hiện được nhiều. Trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ, tân binh Andriano có thể sẽ ra mắt thể công việc theo ở trận gặp Hải Phòng tại vòng 12 V-League vào cuối tuần này. Theo thông báo của VPF, vòng 12 V-League 2023-2024 sẽ có 3 trận đấu áp dụng và. Đầu tiên là trận Thanh Hóa tiếp đón Hoàng Gia Lai lúc 18 giờ ngày 2 tháng 3, sau đó là trận Hải Phòng FC gặp thể công Việt theo lúc 19h15 ngày 2 tháng 3. Cuối cùng là trận Nam Định làm khách sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ ngày 3 tháng 3. Trong số 3 trận đấu có va tại vòng 12 V-League, có sự góp mặt của hai đội đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch là Thanh Hóa và Nam Định. Ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Việt Theo là những đội đang phải đối mặt nỗi lo trụ hạng. Hiện tại, Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 25 điểm, hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Bình Dương. Bám đuổi theo sau, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 21 điểm, Bình Định đứng thứ 5 với 19 điểm. HLV Lee jong jin được giao vai trò cố vấn kỹ thuật đội tuyển Hàn Quốc. Nhiệm vụ của ông là hỗ trợ HLV tạm quyền Hoàng Sun-hong trong hai trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Hiện tại, HLV Lee jong jin đang là thành viên Ủy ban tăng cường khả năng thi đấu các đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông là người đã có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á khi làm việc tại Việt Nam. Trước đây thầy Lee là thành viên chủ chốt trong ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, đặc biệt ở khâu chiến thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng miêu tả trợ lý Lee Young-jin là bộ não của mình. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Hàn Quốc sẽ tiếp đón đội tuyển Thái Lan vào ngày 21 tháng 3, sau đó đội bên sẽ tái đấu vào ngày 26 tháng 3. Truyền thông Italy tiết lộ Câu lạc bộ Juventus dự tính hủy hợp đồng với Pogba sau khi ngôi sao người Pháp bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính doping. Án phạt này kéo dài hơn thời hạn hợp đồng còn lại mà Juventus ký với tiền vệ sinh năm 1993. Juventus lên kế hoạch thanh lý hợp đồng với Pogba từ khi cầu thủ này có kết quả xét nghiệm dương tính với doping ở mẫu thử đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái sau trận đấu giữa Juventus và Udinese. Ở trận đấu đó, nhà vô địch World Cup 2018 không thi đấu. Đến tháng 9 năm 2023 Pol 3 bị đình chỉ thi đấu tạm thời để phục vụ công tác điều tra. Chất cấm được tìm thấy trong mẫu thử của 4 Pot 3 là DHEA, một loại hormone tăng cường sức bền của vận động viên. Pot 3 sẽ kháng cáo quyết định cấm thi đấu lên tòa án trọng tài thể thao. 4 Pot 3 cho biết, tôi đã nhận quyết định của tòa án chống đô binh quốc gia và tin rằng quyết định đó không chính xác. Tôi buồn, sốc và tổn thương vì mọi thứ mà tôi xây dựng trong sự nghiệp thi đấu bị lấy đi. Tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào vi phạm quy tắc phòng chống đô binh. Là một vận động viên chuyên nghiệp, Tôi không bao giờ sử dụng chất cấm để nâng cao thành tích và chưa bao giờ lừa dối đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Theo truyền thông Italy, lệnh cấm thi đấu 4 năm có thể giảm xuống nếu cầu thủ chứng minh mẫu thử bị nhiễm chất lạ hoặc không cố ý hay hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.